Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay sau em tiếp tục về rất nhiều các thiết bị lọc nguồn, ổ cắm lọc nguồn 8 lỗ, mặt bằng tranh có đồng hồ báo vôn để phục vụ anh em chơi nhân dịp Tết này. Có rất nhiều, về số lượng rất nhiều, anh em thoải mái chơi nhá. Ổ cắm lọc nguồn này sẽ giúp ích cho nguồn điện được sạch sẽ hơn, lọc bỏ những cái sóng cũng như là những cái nhiễu do những cái thiết bị điện trong gia đình chúng ta sử dụng gây ra, giúp cho bộ dàn âm thanh được nâng cao chất lượng hơn. Ổ cắm này em vẫn bán với giá là 1.900.000 bao ship toàn quốc. 1.900.000 bao ship toàn quốc anh em nhé. Tất cả vỏ đều được làm bằng nhôm và được anode rất đẹp, sử dụng điện từ 100 đến 220V. Wow. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Bà Hùng, chỉ cần nhắn địa chỉ thôi, em ship đến tận nhà thì chúng ta mới phải thanh toán tiền. Giá 1.900.000, xin cảm ơn anh em.